Cháu nghe những thằng nói fake suốt ngày lổ như bom mới có mà bán nhà Chào tất các bạn, trong video ngày hôm nay thì mình sẽ nói về Mark trong phần mềm Premiere Pro Thì có rất nhiều bạn đã nhắn tin đến mình nhờ mình làm một video chi tiết về Mark Để bạn hiểu rõ hơn về cái chức năng này Thì um mình đã có từng có video làm về mark như là video free frame này video về đóng băng cùng hình giới thiệu nhân vật đấy thì mình đều sử dụng mark thì các bạn hiểu nôm na là mark là một công cụ tạo vùng chọn để mình có thể tác động lên vùng chọn đấy như làm hiệu ứng hay là làm những cái chuyển động cho nó thì cái mark này nó sẽ tùy thuộc vào cái sự sáng tạo cũng như là cái tư duy của các bạn thì nó sẽ ra được hiệu ứng rất đẹp bạn nhé thì hôm nay thì mình sẽ làm video này để bạn hiểu hơn về nó bạn nhé thì đầu tiên về mask thì các bạn thấy rằng khi mình chọn vào một đối tượng trong phần mềm Premiere Pro ở trên bảng effect control thì các bạn nhìn vào cái phần opacity này các bạn thấy rằng ở trong này nó có những cái như biểu tượng hình tròn, hình vuông, hình uh, uh, cái bút, hình pen để vẽ tự do đấy. thì nó sẽ là những công cụ để các bạn tạo vùng chọn nhé. thì khi bạn chọn bất kỳ một effect nào, ví dụ như bạn sử dụng một cái effect làm nhòe hay là effect gì đấy bạn đưa vào thì nó đều có công cụ vùng chọn để bạn có thể tác động riêng từng cái vùng các bạn mong muốn các bạn nhé. À, thì ở đây ví dụ như mình muốn lấy một cái vùng tròn của cái video này chỉ là hình hình tròn tròn các bạn nhé mình chọn vào nó này các bạn thấy rằng nó sẽ ra một cái hình tròn ở đây nó sẽ không ra được một cái hình tròn hẳn nhưng mà các bạn sẽ tạo được cái vùng tròn mà nó có những cái cạnh tròn chứ nó không phải là những cạnh sắc các bạn nhé thì mình có thể kéo ra những cái vùng mình muốn này ok này đấy thì các bạn thấy rằng là mình sẽ có được một cái vùng chọn hình tròn như thế này đúng không? và khi các bạn mà không muốn lấy cái hình ở trong đối tượng này, bạn muốn lấy cái đối tượng bên ngoài, thì bạn nhấn vào cho mình cái invert các bạn nhé, có nghĩa là đảo ngược đấy, thì nó sẽ lại chỉ lấy cái vùng bên ngoài mà cái vùng chọn đấy, còn cái vùng ở giữa mà mình đã để đây thì nó sẽ bỏ đi các bạn nhé. còn bạn muốn lấy cái vùng mình muốn vẽ lại thì mình sẽ tắt cái phần invert này đi các bạn nhé. OK, nó sẽ ra một cái mask một này, có nghĩa là cái vùng chọn của các bạn đấy, mà các bạn không muốn uh, sử dụng nữa hoặc các bạn thấy sai thì các bạn sẽ delete thế nhé là nó sẽ trở về bình thường tiếp theo là đến cái hình vuông cái hình vuông này là để bạn chọn những cái đối tượng mà nó có cạnh sắc này chẳng hạn như cái cạnh hình chữ nhật hình chéo hay là hình gì đấy các bạn có thể chọn ví dụ mình vẽ một cái hình thế này đúng không nó dạng kéo thế này thì các bạn sẽ ra được một cái đối tượng mình muốn lấy đây đây ra một đối tượng này đúng không thì giống như lúc nãy là, nếu mà bạn muốn lấy cái vùng bên ngoài thì bạn chỉ cần đảo ngược là nhấn invert các bạn nhé thì ở đây thì các bạn sẽ có một cái tay đòn để kéo này cái này nó là cái phần mắc feather có nghĩa là cái phần nó làm mở cái đường biên này để nó tự nhiên hay là các bạn để cái, đường biên nó sắc các bạn nhé thì ở đây các bạn có thể kéo cái thông số ở cái phần mắc phải thờ này để các bạn làm cho nó mở cái đường biên hoặc các bạn kéo cái tay đoàn nó được. Đây chẳng hạn mình kéo nhá. Khi mình kéo rộng ra thì các bạn thấy rằng là những cái kẻ kạch này nó sẽ xuất hiện rộng hơn nhé. Thì cái đường này nó sẽ bị nhòe đi này. Các bạn sẽ nhìn này. Đấy, các bạn thấy rằng cái phần đường biên của mình nó sẽ nhòe nhé. Còn khi mà mình không sử dụng cái mắc phê thờ này, chẳng hạn ở đây mình đưa về bình thường nhá. Hoặc là mình chọn vào cái phần mắc này, mình sẽ kéo cái này xuống này. Đấy, mình kéo về bình thường này thì mình chọn ra ngoài bạn thấy này, những cái cạnh này nó sẽ sắc nhé nó không không có không có bị nhòe là không có mờ mờ những cái cạnh đấy nhá thì nó sẽ tùy thuộc vào nhu cầu của các bạn sử dụng nhé ở đây mình có thể gì xét nó về bình thường này thì các bạn thấy rằng là nó sẽ sắc hơn nhá ở đây là nó là 10 là để mức độ bình thường nhé còn bạn có thể cho nó về không thì nó sẽ sắc như kiểu là một cái một cái bình thường luôn nó không không bị nhòe một xíu nào các bạn nhé tiếp theo nữa là đến một công cụ vùng chọn mà hay sử dụng nhất mà mình sử dụng khá nhiều đây là công cụ pen này các bạn nhé nghĩa là cái bút này để bạn vẽ tự do đấy thì bạn sẽ chọn công cụ pen này ở đây thì các bạn sẽ vẽ nhé. Ở đây mình đầu tiên lại mình sẽ vẽ nó cơ bản cho bạn hiểu đã đây các bạn sẽ chọn ví dụ như bạn có thể vẽ này một cái vùng là bất kỳ cho cái vùng này nó nó không có một hình cố định là hình tròn hay là hình vuông hay là một cái hình sắc cạnh này mà nó là một cái hình tự do này. thì các bạn nên dùng pen nhé. bạn cứ vẽ đi đến cuối cùng bạn để cái bút vào cái điểm đầu lại nó ra cái hình chữ O này bạn click nó ra vùng chọn mà nhá, ở đây khi các bạn vẽ xong rồi mà các bạn muốn giữ lại cả video mà các bạn giữ cả cái vùng chọn này để bạn mô tả đấy thì bạn chỉ cần chọn vào cái video của mình này sau đấy bạn sẽ giữ cho mình phím alt bạn nhé hay còn gọi là alt bạn kéo thẳng lên trên này thì nó sẽ ra vùng nhé ở cái video gốc này thì bạn chỉ cần xóa cái phần mark này của mình đi này và delete đi thì nó sẽ ra nhé đây mình có thể tắt cho bạn thấy này đấy nó chỉ còn cái vùng chọn nhé trong trường hợp mà các bạn chỉ muốn tác động lên cái vùng chọn như bạn chỉnh sửa màu sắc ấy, thì bạn có thể click vào cái vùng chọn này bạn vào lumichi color này à, sau đấy bạn sẽ kéo cái màu là bạn thấy rằng à? nó chỉ thay đổi cái vùng chọn này đúng không ngoài ra khi các bạn sử dụng một cái effect nào đấy thì nó cũng sẽ có cái vùng chọn để bạn chọn cái điểm tác động nhé ví dụ như mình chọn ở đây mình sử dụng một cái effect là làm nhòe đấy gaussian sần lơ bạn nhé ok nó có cái phần rau sần lơ đây gaussian sần đây là mình muốn cho nó nhòe mình cái phần điện thoại này đúng không mình kéo vào cái phần video của mình bạn nhìn trên cái bảng effect control các bạn sẽ thấy rằng mình có cái phần rau sần lơ ở trong này và nó cũng có cái hình tròn hình vuông và hình ta pen để bạn tạo vùng chọn bạn nhé ở đây thì nó sẽ cho mình để mình muốn tác động lên cái vùng nào thì mình chọn ở đây mình chỉ cần chọn vào trong cái phần cái công cụ mình muốn thôi chẳng hạn như cái pen này sau đấy là mình vẽ mình cái điện thoại này đấy cái này là cái một cái hình tự do đúng không mình cứ vẽ cơ bản trước nha trong nữa sẽ có một cái ví dụ mình sẽ nói kỹ về pn để bạn viết nha đấy sau đây mình sẽ chọn được cái vùng này ở đây các bạn thấy rằng khi mình có một vùng chọn này ở đây mình cũng không cần phải nhân đôi lên vì mình sợ nó sẽ xóa cái video đâu thì bản thân là nó chỉ tác động lên cái phần effect này thôi các bạn nhé có nghĩa là effect này sử dụng effect gì thì nó tác động lên đấy thôi chả như cái effect này mình muốn cho nó lơ mình cái điện thoại này nó làm nhòe điện thoại đấy à, thì mình sẽ kéo ở cái phần luôn nét này các bạn này đấy bạn kéo nhá thì nó sẽ tác động chỉ mình lên cái vùng chọn này của mình có nghĩa là khi bạn chọn một cái vùng chọn này thì nó sẽ tác động lên mình cái vùng chọn còn nếu mà bạn xóa cái vùng chọn này này thì nó sẽ tác động lên cả các đoạn video của các bạn nhé có nghĩa là bây giờ mình không chọn cái vùng nào nữa mà mình uh, chọn thẳng cái effect này vào cái video thì nó sẽ làm nhòe cả cái đoạn video của các bạn nhé ok mình sẽ thêm một ví dụ nữa chẳng hạn như mình có một cái video đang xem điện thoại đúng không mình sẽ mô tả một cái góc nhỏ đây là uh, người này đang xem cái điện thoại người ta đang nhắn tin hay người ta đang xem một cái video nào đấy đấy thì mình sẽ lấy mô tả là người ta đang xem một cái video uh, người ta làm nước chẳng hạn nhé mình sẽ chọn một cái video mình để lên trên này ở cái video này mình sẽ cho nó nhỏ đi một xíu các bạn nhá, đấy mình sẽ cho nó nhỏ đi một xíu đi, à, sau đấy là mình sẽ lấy một cái vùng chọn thôi, ở đây mình sẽ lấy cái vùng chọn là mình cái nước này thôi, cái cốc nước này thì mình sẽ chọn vào công cụ là hình vuông này các bạn nhá, mình chọn này, đấy sau đấy là mình sẽ kéo lên này, kéo lên cái đoạn mà mình muốn này nhá, sau đấy mình sẽ kéo các cốc này, đấy, mình sẽ mô tả là ở cái điện thoại đang hiển thị cái người ta xem video ba lý nước này đúng không? khi mình chọn được cái vùng mình ưu ý, ý rồi đúng không? thì mình chỉ cần lên cái phần uh, uh, motion này mình di chuyển nó thôi mình di chuyển cái đoạn video mình lên góc này đấy thì mình sẽ có được một cái đoạn mô tả là người ta đang như người ta đang xem đây người ta đấy đang bấm điện thoại người ta xem người ta làm cái nước này thì giống như các bạn xem một số cái bản tin đấy thì khi người ta dẫn chương trình đấy thì nó sẽ có một cái video nhỏ nhỏ ở góc này thì đối với cái video đấy thì các bạn có thể chỉ cần thu nhỏ cái video bạn đưa lên thôi nhưng mà trong một số trường hợp như các bạn có thể đưa nó vào một cái khung hình nào đấy hay là bạn chỉ mark một cái cái đối tượng nào đấy cho nó rõ hơn để người ta quan sát kỹ đấy thì mình sẽ dùng cái công cụ mark này nó cũng khá hay bạn nhé Tiếp theo đến cái ví dụ thứ hai về Mark thì mình sẽ lấy một cái video background này. Video background này thì mình đã từng chia sẻ với các bạn cho một cái bộ background đấy, video full đấy để bạn có thể sử dụng cho công việc của mình. Đấy thì cái này mình đã từng nói với bạn là nếu bạn muốn chèn cái đối tượng vào cái phần trái tim này mình chỉ cần mark không chọn thôi đúng không? Thì ở đây mình sẽ chọn vào cái phần video này đúng không? Ở trên cái bảng opacity mình lại thấy cái phần công cụ này, mình sẽ chọn vào pen nhé Vì cái phần trái tim này nó là cái vẽ tự do chứ nó không phải là hình tròn hay là hình vuông sắc cạnh chẳng hạn. Mình sẽ chọn vào pen. Ở đây thì các bạn sẽ chọn vào cái bảng preview của mình nhé Rồi các bạn sẽ muốn vẽ cho nó dễ thì các bạn nên phóng to nó ra bằng cách các bạn nhấn vào phím ngã trên bàn phím Cái phím dấu ngã đấy để cho nó mở rộng các bạn nhé Khi nó ra thế này rồi thì các bạn sẽ bắt đầu vẽ nhé Thì bạn vẽ từ điểm nào cũng được thôi Ở đây mình sẽ chọn vào cái điểm đầu này mình vẽ này Sau đấy đến cái điểm này này các bạn thấy ở đây đường cong nhé Khi bạn vẽ pen nhiều thì bạn sẽ phải uốn nó theo một cái đường nó một cái đường không quá gập thì các bạn nên vẽ dài thì nó sẽ đẹp nhé. ở đây mình sẽ viết cái vẽ gốc này, này. khi bạn bấm một điểm nữa bạn giữ chuột trái nhá, bạn kéo cái thanh điều hướng của mình này cho nó áp sát vào cái đường của mình Các bạn cứ kéo thoải mái nhá đây đấy ok sau khi bạn thấy nó nó công rồi thì các bạn sẽ thả ra ok ở đây các bạn thấy rằng khi mình mà để cái thanh điều hướng thế này nhá mình vẽ tiếp nhá thì nó sẽ khó vì cái thanh điều hướng nó hơi ra ngoài quá nhá thì các bạn khi bạn click vào một điểm bạn vẽ này đấy các bạn uốn lại một cái hình để cho nó nó ra được cái mép của cái đường của mình nó rất khó bạn nhá vì vậy các bạn sẽ phải chỉnh lại cái thanh điều hướng trước ở đây khi bạn vẽ sai chẳng hạn, thì bạn cứ nhấn cần z để nó trở lại bạn nhé đây đây mình sẽ click vào cái điểm mình vừa vẽ này nó lại ra cái thanh điều hướng nhá sau đấy các bạn sẽ giữ cho mình phím alt là phím alt đấy các bạn thấy rằng nó sẽ ra một cái uh, mũi tên hình tam giác này, này nhá thì các bạn chỉ cần giữ vào cái thanh điều hướng này mình sẽ kéo cái thanh điều hướng ngắn lại và nó 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 làm một cái đường tiếp tuyến với cái cái điểm mình sẽ vẽ tiếp nhé bạn nhé đấy đường tiếp tuyến này đấy nó nó áp với cái đường tiếp tuyến mình muốn vẽ tiếp ok sau đấy mình sẽ click xuống một cái điểm này này đấy sau đó là mình sẽ uốn này bạn sẽ uốn được một cái đường theo cái cái, cái tiếp tuyến của nó bạn nhé À, tiếp theo đến cái này cũng vậy thôi bạn cứ thả ra sau bạn sẽ giữ trên mình phím alt đưa vào nó ra cái mũi tên hình tam giác thế này nó không phải hình cái pen nữa thì bạn sẽ thu ngắn cái cái pen của mình lại cái thanh đầu hướng của mình lại sau đấy bạn cho nó áp sát với cái đường tiêu tuyến này sau bạn lại thả ra bạn lại tiếp tục đến cái đường. đối với góc công này nó dài nó nhưng mà nó không bị gấp quá đấy, thì mình sẽ vẽ được một đường dài nhé khi bạn vẽ được một đường càng dài thì nó sẽ càng đẹp đấy đấy khi mình vẽ được cái đường này rồi thì các bạn sẽ lại thả ra và bạn giữ phím alt sau đấy bạn sẽ chỉnh cái thanh đầu hướng cho mình áp sát cái này việc cứ tiếp các bạn đến đây là một cái đường thẳng mình chỉ cần kích xuống cái góc này thôi ok đấy đến cái này thì mình lại tiếp tục mình kích lên cái góc thẳng này thôi mình không cần phải uốn nữa hoặc là ở đây nếu bạn thấy nó hơi cong thì hạn thì bạn cứ uốn một chút này đấy sau đấy thả ra mình lại giữ phím alt mình bẻ cái này xuống đấy sau đấy bạn cứ vẽ như vậy thôi đối với cái đường cong thì mình cứ thể uốn thế này thả ra giữ alt bé lại đây cho cái điều hướng nó áp nó làm một cái đường tiếp tuyến với cái đường mình muốn vẽ tiếp sau đấy bạn sẽ lại vẽ một cái đường cong thả giữa alt tạo một đường tiếp tuyến thế này vẽ một đường cong tiếp đối với cái này thì các bạn càng vẽ cong nhiều thì nó sẽ càng đẹp đối với cái này thì các bạn càng vẽ đường dài nó càng đẹp nhé, nhưng nó sẽ tùy thuộc vào cái góc của nó nha. nếu nó gấp quá là bạn bà bạn uốn nó, thì nó sẽ không được đẹp nữa. à nó sẽ không được tự nhiên các bạn nhé đến điểm cuối thì bạn chỉ cần để vào con pen vào cái điểm đầu mình mới vẽ đấy, nó ra hình cái chữ o nhỏ nhỏ đấy thì bạn click đấy là nó ra được cái điểm. Thì mình sẽ trở về cái bảng làm việc uh, chính của nó nhé bằng cách mình nhấn vào dấu ngã trên bàn phim nhé. Ở đây các bạn nhìn lại bạn thấy rằng là cái vùng này nó lại giữ lại cái trái tim của mình vùng chọn và nó lại bỏ cái vùng xung quanh đi. Mà mình đang muốn là bỏ cái vùng trái tim này đi để mình chèn một cái video hình ảnh vào đây chẳng hạn như kiểu là về uh, valentine hay là về tình yêu đấy chẳng hạn hay là về đám cưới đấy thì các bạn sẽ cần phải giữ lại cái xung quanh nó và bạn bỏ cái phần trái tim này đi đúng không? À, thì các bạn sẽ click vào cái phần invert này các bạn nhé Đấy nó sẽ đảo ngược và nó sẽ bỏ cái vùng này đi tiếp theo là đến cái phần này này cái phần um, đường biên này các bạn nhìn nhé mình sẽ click ra ngoài này các bạn thấy rằng cái phần đường biên này bạn nhìn xem nó có bị uh, lẹm hay là nó có bị được tự nhiên không nếu bạn muốn nó kiểu là nó sẽ blur đi một chút đây. nó kiểu là nó blur đi thì bạn sẽ kéo vào cái phần mắc phe thờ bạn nhé cái phần mắc Feather thờ này có nghĩa là nó sẽ làm nhòe những cái đường biên của mình đi cái đường mình vẽ này đấy các bạn kéo thì bạn thấy rằng cái đường biên của mình đấy các bạn thấy rằng ở đây nó nó sẽ nhẹ nhẹ một chút nhá còn khi mình kéo về bình thường bạn thấy nó sắc này đấy mình sẽ kéo nó nhòe nhiều đấy thấy chưa nó nhòe rộng này, này. đấy nếu tùy thuộc vào các bạn nhé thì các bạn sẽ kéo làm sao nó phù hợp thôi ở đây mình để nó tầm 18 thế này mình thấy nó ok này còn cái phần mắc opacity này có nghĩa là nó sẽ là cái độ trong suốt ví dụ như các bạn có thể kéo xuống thì cái độ mở độ sáng nó giống như phần opacity mình sử dụng đấy nghĩa là nó sẽ trong suốt dần đi đấy, đấy đây thì mình cứ để một trăm phần trăm nhé à, còn mắc uh, epsilon này có nghĩa là nó sẽ là cái độ rộng của cái um, cái độ rộng của tác động của cái phần mắc này đấy thì bạn kéo ra thì nó tác động rộng hơn này đấy cái trái tim mình nó sẽ bị lấn to hơn này đấy, hoặc nó nhỏ hơn đến tùy thuộc của mình nhá ở đây thì mình sẽ để để nó mặc định các bạn nhá thì đấy là mô tả cho các video khác như kiểu là chèn một video ở đây ấy. thì mình chỉ việc kéo video này lên trên đúng không mình sẽ lấy một cái đoạn video vào mình kéo video này vào cho hạn đây mình tạo đây ok sau đấy là mình sẽ thấy là giờ mình có một cái video chữ trong đây hoặc là một cái hình ảnh các bạn muốn chèn đấy thì các bạn có thể chỉnh sửa lại cái video này của mình chẳng hạn thì mình sẽ chọn vào motion này mình chỉnh sửa này miễn làm sao nó đừng có lấn vào cái khung này của cái này là được. Rồi mình có thể cho nó to nhỏ thì các bạn có thể giảm cái phần này xuống này để các bạn có thể kéo cái đoạn video này có kéo nó lại này. Khi bạn kéo nó bị lấn vào đen này thì các bạn chạy cho lùi này xuống một ít này, đấy. Nói chung làm sao nó đừng có lấn vào cái này nhá. Ok, đây mình mô tả thì mình không làm quá kỹ đâu, sau đấy các bạn sẽ play này. Đấy. Đấy, các bạn thấy rằng cái video nó sẽ được lồng ở đây. Ngoài này ngoài ra các bạn có thể dùng cái hình ảnh như là về đám cưới hay là hình ảnh về cái một cái lễ kỷ niệm ở đây thì nó tùy thuộc vào các bạn nhé. Cách này để các bạn thể tận dụng lại được những cái background các bạn thấy đẹp thì bạn có thể chèn những cái đối tượng vào nhé. Thì đây là một cái đặc tính của mask các bạn nhé. Ok, tiếp theo về một cái ví dụ về mác nữa, mình sẽ làm một cái video chẳng hạn như là nó phóng to những cái điểm nhấn đấy và mình cái khuôn mặt của người đấy ấy, khi người ta nói đây, chẳng hạn những cái video này các bạn xem mà giống như một số video người ta hay làm trên mạng đấy như video này này nghe những thằng nói đấy những cái từ chẳng hạn như nói phép hay là cái gì đấy mình sẽ cho điểm nhấn nó nhé bạn nhá đầu tiên mình sẽ cần mark vùng chọn bạn nhá mình sẽ chọn vào cái video này mình ăn link nó ra trước này sau đấy là mình sẽ copy cái video này nhá mình sẽ giữ alt này giữ chuột trái mình kéo lên này ở đây các bạn copy sau cũng được khi bạn mark vùng chọn nhé nhưng mình copy trước cho nó dễ nhá sau đấy là bạn sẽ chọn vào có cái video ở trên này để mình lấy cái mình mình, mình vùng chọn khuôn mặt nhá bạn kéo cái thanh uh, thành preview nó về đầu tiên nhá sau đấy bạn chọn vào cái công cụ là pen này sau đây các bạn chọn vào cái bảng preview nhé ở đây các bạn nhấn phím ngã trên bàn phím cho nó to ra để bạn mát nó dễ nhé ở đây nếu mà bạn nào mà thấy nó chưa được to thì bạn có thể chọn lên tận 75 phần trăm chẳng hạn hay là các bạn chọn lên 100 phần trăm sau đây các bạn kéo những cái thanh này để bạn vẽ cho nó dễ nhé thì nó càng to càng dễ thôi ở đây thì mình sẽ mát này đối với những cái này thì các bạn sẽ mát nó cơ bản thôi nó không cần kỹ lắm đâu à, vì nó chỉ là cái mô tả thôi mà còn nếu mà các bạn làm giống cái video lúc nãy đấy các bạn mắc vào cái hình trái tim để các bạn làm video về đám cưới hay cái tình yêu đấy thì các bạn cần mắc kỹ nhá không các bạn mà mắc cơ bản thì cái phần trái tim nó nó bị lem nhem thì nó rất là xấu nhá mình mắc càng kỹ thì nó càng đẹp ở đây thì mình chỉ cần mắc cơ bản thôi nghĩa là nó ra được cái khuôn mặt thôi chứ nó không cần phải uh, kỹ quá nghĩa là nó không cần phải chi tiết sát cạnh á, vì khi nó di chuyển nhanh thì người ta không quan sát kỹ đâu bạn nhá ok đến điểm cuối thì các bạn kính vào đây nó ra là cái vùng chọn các bạn nhá sau khi xong thì các bạn sẽ chuyển về fit này cho nó full này sau đó là các bạn sẽ nhấn cái dấu ngã cho mình này để nó trở về màn hình bình thường các bạn nhé các bạn tắt cái video dưới này bạn thấy rằng mình sẽ còn mình khuôn mặt các bạn nhé ok à, tiếp theo là các bạn cần đánh dấu những cái điểm nhấn mà mình muốn làm nhé để mình xử lý key phim vì đây là một cái video mà khi người ta nói người ta cử động khuôn mặt đấy thì cái khuôn mặt nó sẽ thay đổi chứ nó không cố định như một cái hình ảnh là bạn mark một lần là được các bạn nhé và mình cần phải key phim cho nó theo cái khuôn mặt một chút ngoài ra trong phần mềm à, Premier premiere này nó cần phải check nữa nhưng mà cái check nó sẽ phù hợp với từng trường hợp và mình sẽ có một cái video nói về check sau này các bạn nhé để các bạn hiểu rõ hơn về check và khi nào mình ứng dụng cái check nó vào trong cái uh, vùng chọn hay là cái phần mark này các bạn nhé rồi thì mình sẽ nghe các bạn nhé nghe những nói phép... mình sẽ lấy vào cái từ pet các bạn nhé nói phép... đây chữ pet đây mình sẽ mark một cái ở đây đánh dấu điểm mark thì cái video về marker này mình mình đã hướng dẫn các bạn rồi nhé lại nào chị xem bạn xem lại nhé này phép... xuống ngày nổ nhá mình sẽ đánh dấu một cái mark nữa như bom đây. như bom này à, một cái nữa đây bán nhà đây cái chữ bán nhà này nhé bạn nhé mình mát nữa là đây mình sẽ có bốn cái mát là bốn cái chỗ mà mình sẽ scale lên làm cái điểm nhấn của lời nói đó thì nó sẽ minh họa hay hơn các bạn nhé à, thì mình sẽ chọn vào cái phần mác này và mình sẽ cần phải khi phim về cái mác này để cho nó theo cái khuôn mặt vì khuôn mặt nó sẽ thay đổi bạn nhé khi bạn đến một cái điểm nào đấy bạn thấy rằng nó sẽ khác chứ nó không còn là một cái uh, giống như cái lúc đầu nó vì người ta sẽ cử động khuôn mặt mà ở đây thì mình sẽ key phim vào cho cái phần mark pad này các bạn này nghĩa là cái phần mình uh, mình vẽ lúc nãy mình key phim nhé đấy cái phim đầu tiên thì mình sẽ key ngay vào cái điểm đầu tiên lúc mình vẽ này thì nó sẽ giữ nguyên nhé sau đây bạn sẽ đến một cái điểm mà mình đánh dấu này cái điểm marker này đấy mình sẽ chọn vào cái phần uh, mark này mình xem là nó lệch bao nhiêu đấy bạn thấy rằng đang bị lệch nó mình sẽ cho nó to lên tầm 75 phần trăm này mình sẽ kéo lên dưới này đấy các bạn thấy rằng là ở đây là khuôn mặt mình đang bị lệch đúng không thì bạn cần chỉnh để với bàn tay này nếu mà nó bị lệch cả cái phần vẽ thì bạn chỉ cần kéo ở các góc này ra này nhưng ở đây mình thấy nó lệch một chút thế này đúng không mình kéo cái phần bàn tay này lùi lại đây một chút này mình thấy thế này nó ok đúng không ở đây thì mình không cần phải đẩy lại nữa ở cái tay này mình thấy nó hơi to thì mình có thể chọn vào cái điểm nữa này bạn kích vào cái điểm này bạn kéo lại này được này đấy ở cái phần dưới cái phần má này nó hơi rộng đúng không mình kéo lên trên một chút này đấy bạn cứ nhấn vào những cái điểm mà mình đã pen lúc đầu đấy nó sẽ ra cái để mình có thể thu lại hay là mình cho nó rộng ra hay là những cái tay đòn này mình kéo gọi là những thanh điều hướng đó bạn chỉ cần kích vào nó này đấy nó sẽ ra những thanh điều hướng bạn thấy này đấy mình có thể bẻ được cái thanh điều hướng này đấy, thấy chưa để nó ra cái góc khác đấy thì cái đấy nó sẽ tùy thuộc vào cái độ kỹ của bạn ví dụ như bạn muốn rõ hơn thì bạn có thể nhấn vào dấu ngã cho nó full cả cái màn preview bạn làm nhé tiếp tục mình lại di chuyển đến một cái điểm marker tiếp theo đây mà thấy rằng ở đây khuôn mặt nó lại bị lệch đúng không thì mình lại kéo lại nữa này đấy đối với cái này thì mình thấy nó thế này là ổn rồi mình không cần phải chỉnh nào trên này nó sẽ ra những kỳ phim bạn nhé. tiếp theo là đến một cái marker tiếp theo là cái điểm đánh dấu đấy thì bạn thấy rằng ở đây khuôn mặt nó lệch nhá mình lại kéo khuôn mặt nó lùi lại một chút này mình sẽ cho những cái điểm này nó lùi lại này nó áp sát hơn này thì nó sẽ kiểu nó tự nhiên hơn đấy đấy xong đấy mình thấy ổn này thì mình lại kéo lên cái mark cuối này bạn thấy rằng ở đây là nó cũng lệch nhá, mình kéo lại này. hoặc là mình cái này mình thấy nó đang bị lấn vào má này, thì mình sẽ cho nó rộng ra một xíu này. đấy. thì cái này nó sẽ tùy thuộc vào cái độ kỹ các bạn nhé, bạn làm càng kỹ nó càng đẹp nhé ok, khi mình ký phim được rồi thì mình sẽ có được một cái chuyển động mà nó sẽ à, giống nhau, nghĩa là nó sẽ giống cái khuôn mặt, nó không bị khuất khuôn mặt khi người ta quay ở cái góc khác nhau đó khi nói người ta sẽ nghiêng góc này nghiêng góc kia đấy thì nó là video thì bắt buộc phải mình phải ký phim này bạn nhé Thì nếu mà bạn Chồng mà đây, à, không ký phim thì nó sẽ kiểu như là nếu mà người ta ngoảnh mặt một chút đó, thì cái phần này nó sẽ lại bị thiếu đi mà lại để lấy vào cái phần của cái cái tường này thì nó sẽ không được đèo các bạn nhé rồi sau khi xong rồi thì các bạn sẽ có cái phần kỳ phim và một cái phần mask này đúng không cái phần phe thờ này các bạn có thể chỉnh sửa thì tùy tùy bạn nhé nhưng mà mình nghĩ là cái phần mask này mình cái để tự nhiên này ok sau đấy các bạn sẽ chọn ra ngoài này và bạn chọn lên cái phần đối tượng của mình này nghĩa là cái phần cái khuôn mặt mình mask này các bạn nhé thì các bạn sẽ thử play các bạn xem nó thay đổi này đấy nó có những cái phần nó thay đổi theo nhé đấy đấy thì mình sẽ thấy được gần như là chọn khuôn mặt thì nó sẽ không bị kiểu nó sẽ không bị che đi một cái phần nào đấy thì nó sẽ tự nhiên hơn các bạn nhé sau đó là mình sẽ khi phim bạn nhé mình sẽ đến một cái điểm đầu tiên điểm mát đầu tiên này thì đầu tiên thì mình sẽ cho nó mấy phim đầu tiên này là một đoạn ngắn thôi mình sẽ kỳ nó giữ cái nguyên cái thế này ở cái phần scale bạn nhé để, để mình muốn phóng to rồi bạn nhé ở đây thì mình chỉ muốn phóng to lên thôi thì mình sẽ chọn là scale này mình key một cái phim này giữ nguyên nhé sau mình kéo đúng đến cái điểm marker này đấy cái điểm mà uh, lời nói đấy bạn sẽ cho nó scale to lên ví dụ như là mình sẽ cho nó scale lên tận thế này này đấy to thế này và nếu mà các bạn muốn nó bổ sung thêm cái phần di chuyển lên dưới nếu mà nó bạn không muốn nó bị lệch đấy thì bạn có thể sử dụng nhá đây thì mình dùng keo thôi mình thấy nó ổn rồi à, còn nếu mà người ta mà di chuyển nữa thì bạn nên cho cái cái phần đầu nó xuống ít nữa cũng được sau đây kéo đến vài phim nữa thì các bạn sẽ đưa nó về cái cái bình thường này nếu mà video các bạn 100 phần trăm thì bạn chỉ cần nhấn gì xét thôi nhá Còn ở đây là cái video này là lúc trước nó hơi nhỏ thì mình có hơi keo một chút lên rồi thì thông số nó sẽ là 105 chẳng hạn là 106 thì mình cho 106 nhá. Đấy thì nó sẽ trở về bình thường thế này. thì các bạn sẽ xem lại cái đoạn đấy này. Đấy, đến cái chữ phép phát là nó đến cái chữ phép một cái là cái đoạn này nó sẽ phóng to lên này bạn thấy chưa? Ok, sau khi xong một cái đoạn này rồi thì để đoạn sau nó lập lại thì mình chỉ cần copy thôi, mình không cần phải làm lại đấy. Thì các bạn chỉ cần để vào đây này. Bạn sẽ quét chọn cả ba cái phim này, đấy, bạn quét chọn cả ba cái phim này. Bạn click chuột um, phải, sau đấy là bạn sẽ nhấn copy này sau đấy bạn di chuyển cái phần của mình này đến cái kỳ phim tiếp theo này cái marker đấy cái đánh dấu tiếp theo này sau đấy bạn sẽ tiến uh, ra ngoài sau đấy bạn pass nó này ở đây các bạn lại quét chọn này bạn cứ để ra ngoài này bạn ra cái dấu uh, cộng cộng này bạn sẽ quét chọn cái kỳ phim này sau đó bạn di chuyển lại đúng cái kỳ phim giữa nó vào đúng cái điểm uh, của cái uh, cái đường marker này thì nó sẽ chuẩn nhá sau đó tiếp theo đến cái đoạn marker tiếp theo mình cũng áp dụng như vậy thôi mình chọn đúng vào cái điểm này mình chọn ra ngoài này mình sẽ pass này sau đấy mình lại quét chọn cả ba cái phim này. Mình di chuyển cái kim phim giữa vào đúng cái điểm marker này. Ok. Cái cuối như vậy thôi. Kiểu là mình áp dụng lại thôi mà. Cho nó chuẩn cái thông số đấy. Mình lại pass này. Sau đấy mình sẽ lại quét chọn này. Mình sẽ lại di chuyển nó vào đúng cái điểm này. Đấy. Sau đấy là mình sẽ cái ra ngoài này nó sẽ giữ được thông số ở đây thì cái đó là chỉ là cái phim thôi chứ nó không phải là cái để giữ khuôn mặt trong cái phần Mark này nữa nên các bạn không lo nhé sẽ các bạn xem lại từ đầu này nghe những thằng nó xuống ngày nổ như bom mới bán nhà đấy thì nó sẽ là một số một cái điểm mà các bạn thấy rằng nó sẽ nhấn theo cái giọng nói thì nó sẽ là mô tả nó sẽ nó sẽ phù hợp thế cái này nó sẽ tùy thuộc vào cái của các bạn mô tả thì bạn sẽ ứng dụng nhé có thể một đoạn dài các bạn có thể làm cái kỳ phim này nó dài hơn ví dụ như cái đoạn từ cái phần chuyển này nó sẽ dài ra ví dụ như cái điểm bắt đầu vào đấy thì nó sẽ phù hợp nếu cái giọng nói nó dài còn ở đây các bạn thấy rằng là nó cũng nó có một chỉ có một cái từ thế thì mình như bom hay có bán nhà đấy nghĩa là mình sẽ áp dụng như vậy còn ngoài ra thì mark nó ứng dụng được rất nhiều thì các bạn có thấy rằng mình có thể đóng băng khung hình này mình làm free frame này thì mình đã từng có video hướng dẫn đấy các bạn có thể xem lại trên kênh các bạn nhé hay là những cái link mình sẽ để phần mô tả cho các bạn xem à, ngoài ra thì sau này mình cũng sẽ có những cái video thêm về mark thì về cơ bản ở video này thì các bạn cứ hiểu rõ về chức năng của mark đi hay là cách sử dụng mark để các bạn có thể ứng dụng được còn sau này khi nó thêm những cái chủ đề hay là những cái liên quan đến mark thì mình cũng sẽ làm những cái video và từ đấy các bạn sẽ có nhiều hiểu sâu hơn về mark và ngoài ra khi các bạn biết về mark rồi thì bạn sẽ có những cái sáng tạo cực kỳ hay cho video trong premiere bạn nhé rồi à, các bạn nếu có hỏi thắc mắc thì bạn vui lòng để lại bình luận hoặc các bạn có thể tham gia vào group như fanpage trên phần mô tả bạn nhé